Phật nói về bốn giai đoạn của người tìm kiếm tâm linh. Giai đoạn thứ nhất ông ấy gọi là người chiến thắng dòng chảy, tu đà hoàng hay nhập lưu, vào dòng. Người chiến thắng dòng chảy tức là người đã đi vào Phật trường, người đã được khai tâm, người đã trở thành một an. Tại sao lại gọi là người chiến thắng dòng chảy? Bởi vì người đó không còn đứng trên bờ nữa, người đó không còn tỉnh tại nữa người đó bắt đầu xuôi theo dòng đời người đó không còn tranh đấu với dòng sông nữa bản ngã đã quen đấu tranh với dòng sông và bản ngã đã quen đi ngược dòng không còn đó nữa bây giờ lần nữa bạn sẽ cảm thấy nó là ngớ ngẩn dòng chảy đã thắng đó là lý do tại sao người đó được gọi là người chiến thắng dòng chảy người đó đã vứt bỏ mọi xung đột người đó đã buông xuôi đó là lý do tại sao người đó lại trở thành thắng lợi đó là lý do tại sao người đó được gọi là người chiến thắng dòng chảy những lời lạ lùng đầu tiên người đó đã cố gắng để thắng dòng chảy đó là điều mà tất cả mọi người trên thế gian này đều làm cố gắng làm cho cuộc sống tuân theo những ham muốn và kế hoạch và phóng chiếu riêng của mình cố gắng áp đặt một hình mẫu mang dấu ấn riêng của mình của các giấc mơ riêng của mình của những ham muốn riêng của mình vào cuộc sống mỗi người đều cố gắng lội ngược dòng mỗi người đều cố gắng tranh đấu với cuộc sống với tự nhiên với thượng đế đời người thông thường là cuộc sống của xung đột nhưng trên thực tế bạn đấu tranh với ai bạn đấu tranh chống lại cội nguồn của riêng bạn bạn đấu tranh với ai với chính bạn và cuộc đấu tranh ấy dẫn bạn đến những thất vọng ngày càng sâu sắc hơn vì bạn không thể chiến thắng được đấy không phải là cách để thắng bạn sẽ thua vì bạn chỉ là một phần nhỏ nhoi mà sự tồn tại thì lại rộng lớn mênh mông bạn không thể thắng khi chống lại nó bạn chỉ có thể thắng khi cùng với nó bạn không thể thắng nếu chống lại nó bạn chỉ có thể thắng nếu đi qua nó nếu nó hỗ trợ bạn bạn có thể thắng nếu nó không hỗ trợ cho bạn bạn có thể cứ tin tưởng là bạn thắng nhưng rồi bạn sẽ thua đó chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn bạn sẽ mệt mỏi thất vọng kiệt sức vì tranh đấu và thế thì bạn sẽ bỏ cuộc nhưng thế thì bạn bỏ cuộc trong thất bại và thế thì trong thất bại đó chẳng vui vẻ gì làm sao có thể vui vẻ được trong thất bại người hiểu biết đều biết rằng trước khi thất bại đến nếu bạn có thể buông xuôi thì sẽ có niềm vui buông xuôi và thất bại thật khác nhau thế và giống nhau thế người thất bại có vẻ như là đã buông xuôi và người đã buông xuôi cũng dường như là người thất bại nhưng đó chỉ là bề ngoài chỉ trên bề mặt sâu bên dưới họ là những thế giới tách biệt người thất bại cảm thấy tức giận buồn nộ thất vọng người đó trong địa ngục người buông xuôi người đã buông xuôi không có khổ sở người đó vui vẻ người đó cực lạc người đó đã hiểu ra rằng toàn bộ cuộc đấu tranh là vô nghĩa rằng toàn bộ cuộc đấu tranh ấy đã mang định mệnh thất bại phải chịu số phận thất bại cứ dường như tay trái đánh nhau với tay phải cứ dường như các ngón tay đánh với thân thể làm sao chúng chiến thắng được điều đó đã được thấy trước rồi người hiểu biết thì buông xuôi người đó nói để đó là ý trời phải thuận theo ý trời để thiên quốc tới người đó nói để tôi không còn nữa cứ thổi qua tôi biến tôi thành cây trúc rỗng chiếc sáo trúc nếu ngài muốn cứ hát qua tôi. Nếu ngài không muốn thế, để im lặng đi qua tôi. Người đó trở thành lối đi. Người đó bắt đầu trôi theo dòng nước. Người đó nói, "Lì cứ để cho dòng đời chiếm hữu lấy tôi. Tôi sẽ không đấu tranh. Thậm chí tôi cũng chẳng bơi nữa. Tôi sẽ trôi nổi, tôi sẽ đi theo gió." Đi vào trong hiểu biết như vậy với cuộc sống được gọi là trở thành người chiến thắng dòng chảy. Nhưng đó là một từ kỳ lạ. Buông xuôi được gọi là chiến thắng, vì đấu tranh dẫn đến thất bại và thua cuộc. Buông xuôi dẫn đến chinh phục, đến thắng lợi, cuộc sống này là ngược đời. Phật có thể làm gì được? Cuộc sống là ngược đời. Những người đã buông xuôi chứng tỏ mình là người chiến thắng còn những kẻ cứ tranh đấu thì một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã bị mất toàn bộ năng lượng trong trận chiến và chẳng có dấu vết nào của chiến thắng ở đâu cả, nhớ lấy, Alexander đã thất bại, không phải Francis. Napoleon đã thất bại, không phải Caesar. Thành các tư hãng và Tamulen đều thất bại, không phải Phật. Lịch sử thật không nên bận tâm đến những kẻ thất bại thành các tư hãng, Tamulen, Alexander. Lịch sử thật nên nghĩ nhiều về Phật, Di Sớt, Francis, người thực sự chiến thắng. Nhưng chiến thắng của họ bắt nguồn từ buông xuôi của họ, nghĩ về điều đó đi, chỉ nghĩ về cái đẹp và phúc lành của nó, khi bạn không tranh đấu, khi bạn chỉ trôi xuôi theo dòng sông. Nó đem bạn ra đại dương, nó đang đi ra đại dương bạn cứ hay làm ồn ào một cách không cần thiết nó vẫn đang trôi đi đấy thôi đơn giản đi với nó đi và bạn sẽ ra tới đại dương tới điều tối thượng tới cái vô hạn việc buông xuôi hoàn toàn này cho sự tồn tại phật gọi là kết quả của người chiến thắng dòng chảy